cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây tội phạm phức tạp buôn người sang Campuchia. Theo hồ sơ chuyên án, vào ngày 9 tháng 7, tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tiếp nhận một số người Việt Nam là lao động bất hợp pháp được Campuchia trao trả. Trong số này, hai người có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người, trú tỉnh Bình Dương và tỉnh An Giang. Qua lời khai và thông tin thu thập, lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, là một mắt xích quan trọng của đường dây mua bán người xuyên biên giới và đã tạm giữ hình sự đối tượng này. Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận cùng nhiều người Việt Nam làm việc tại casino ở Campuchia, tạo các tài khoản mạng xã hội để tuyển dụng người Việt Nam sang Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia để làm việc. Mức lương dao động từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ một tháng. Sau khi những người này đến Campuchia và dính bẫy việc nhẹ lương cao, Kim Anh cùng đồng bọn bán các nạn nhân cho nhiều công ty cờ bạc lừa đảo với giá từ 100 đến 500 đô la Mỹ một người. Thời gian sau đó, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, tra tấn, dùng nhục hình chích điện. Nếu ai không chịu nổi thì điện về cho gia đình mang tiền qua để chuộc. Chúng tôi xác định là có cái dấu hiệu của tổ chức đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia. Chúng tôi đã kịp thời báo cáo ngay với Thường vụ Bộ Chỉ huy và xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá trình đấu tranh chuyên án thì sau khi đã thu thập đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh về cái hành vi mua bán người đối với Phạm Thị Kim Anh, thì ngày 11 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự và khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi mua bán người đối với Phạm Thị Kim Anh. Cùng lúc này thì ban chuyên án có những cái thông tin xác định còn những cái đối tượng và nạn nhân còn đang ở Campuchia. Nên ban chuyên án đã thông qua chương trình phối hợp giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp ranh của Campuchia để nhờ lực lượng vũ trang Campuchia hỗ trợ để truy xét các đối tượng còn lại và giải cứu nạn nhân ở tại thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Thông tin từ lời khai của một nạn nhân, lực lượng chức năng xác định Đới Thị Yến Linh chính là đối tượng chuyên dụ dỗ lừa gạt các cô gái Việt Nam dưới 17 tuổi để bán sang Campuchia. Đáng buồn thay, Linh cũng chính là bạn thân từ nhỏ của nạn nhân. Tối ngày 25 tháng 7, Campuchia thông báo đã bắt giữ được Linh và bàn giao cho ban chuyên án. Đối tượng khai nhận từ tháng 4 năm 2024 đến nay đã nhiều lần lên mạng dụ dỗ nữ sinh qua biên giới, tuy nhiên chỉ có bạn thân của mình tin tưởng nghe theo và sập bẫy. Đến ngày 27 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bến Cầu xác định đối tượng có đủ dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, nên ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp. Ban chuyên án đã quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức bàn giao Linh cho Cơ quan Điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý.